trí làm ăn, ba luôn ủng hộ anh. Nhưng mà làm gì thì làm, phải nghĩ đến vợ con trước tiên, đừng để vợ con anh nó khổ lây. Má đã sang tên cái nhà này cho em rồi, bây giờ anh về anh đòi á cũng có được gì đâu, đúng không má? Em điên à? Ba má cho tiền cho anh rồi sao em không nhận? Trời ơi, em muốn em chết anh đúng không? Tới lượt cho em, chị kẹt xe quá à. Dạ, gọi tên chị rồi đó. Ừ, vô đi. Thấy chưa, chị hết ghen rồi đó, chị tin tưởng em rồi đó. Em đã nói rồi, em là người phụ nữ đàng hoàng nhất trái đất luôn. Ừ, tôi tin cô đó. Ừ. Cũng mát tay dữ ha. Đúng rồi, em có tay phục dược mà. Ừ, biết đâu cô làm như vậy thì ông sẽ ưng ý hơn tôi làm thì sao? Anh thích con hay thích em? Hả? Anh nói gì? Không có gì đâu. Chắc tại em có baby nên hơi nhạy cảm. Cô ta không mang thai. Cô ta đã lừa gạt anh mình. Cô ta là kẻ lừa gạt. Anh nói em phải làm gì đây? Em đúng là kẻ ngốc mà. Tha thứ cho kẻ không đáng được tha thứ. Loại người đàn bà phản bội bản thân, trai mặt như cô ta thì chuyện gì không dám làm chứ. Anh lo cho em, vì em là vợ của anh. Anh không muốn thấy em bị tổn thương nữa, vì anh biết em đã bị tổn thương như thế nào. Vậy thì anh cứ ngồi im đó đi. Giờ muốn lấy cái quyết định ly hôn để đăng ký kết hôn lại có đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, chị vừa đẹp mà vừa thông minh, chị có cách giúp em mà. Chị giúp em biết cách này. Tuy mà mày đó. Ây dạ, coi chừng tao đó. Vậy giờ sao? Bạn định sống vậy luôn hả? Thì cứ như vậy thôi. Bao nhiêu năm vun vén cho gia đình, bây giờ mà ly hôn thì phải chia đôi tài sản. Còn khoản nợ hơn 1 tỷ kia, em cũng phải gánh một nửa. Em không có dạy gì mà ly hôn đâu. Kệ đi. Thì ra là trò của cô ta. Anh tưởng cô ta hiền lành vô hại hả? Không, cô ta đang cố trả thù em á. Anh đang nói linh tính gì vậy mày? Cô ta hận em á. Anh từng hỏi em với cô ta có mối quan hệ gì đúng không?